Như vậy là mùa thi đã đến rồi. Có rất nhiều anh em hỏi mình làm thế nào để đi thi môn toán không bị run. Mình không chắc chắn rằng sẽ giúp cho anh em có thêm kiến thức, nhưng chắc chắn sẽ giúp cho anh em đẹp trai, tự tin hơn về ngoại hình, vẫn thường ngoan ngoãn và đầy khí chất toán học với cả tóc sai pát, hay còn có một tên gọi khác đó chính là cả tóc parabol. Bởi đường cong của tóc sai pát nó giống như là đồ thị ẩm số parabol vậy. Và ngay bây giờ mời các bạn hãy cùng đón xem. Hiện tại thì bọn mình có kênh Bumsai TV Trendy, là một kênh xu hướng truyền cảm hứng cho nam giới làm đẹp, đến những cái trend đẹp nhất tôi sẽ gửi đến cho anh em qua kênh Bumsai TV Trendy. Và ngoài ra thì bọn mình cũng mới lập một kênh, đó chính là kênh Bí Quyết Đẹp Trai, để anh em sau khi mà có cảm hứng từ kênh Trendy kia rồi thì anh em qua kênh Bí Quyết Đẹp Trai để học được cho mình những cái tip, những cái mẹo làm đẹp riêng cho bản thân mình. Nên là nếu mà anh em nào muốn đẹp trai, muốn làm đẹp, hãy nhớ ấn subscribe kênh Bumsai TV Trendy và kênh Bí Quyết Đẹp Trai, và đừng quên bật chuông thông báo để nhận video mới nhất nhé. Còn bây giờ thì bye bye, xin chào, hẹn gặp lại. Muốn đẹp trai đến Bumsai.